Á hậu Lê Phương Thảo hé lộ chi phí thi Hoa hậu, hơn 600 củ học kỹ năng, váy áo còn mất thu nhập. Những năm qua, các cuộc thi Hoa hậu xuất hiện ngày càng nhiều và thu hút sự quan tâm của công chúng. Điều này tạo điều kiện cho các cô gái có cơ hội được thử sức và thể hiện mình ở đấu trường sắc đẹp trong nước. Nhưng để tham gia một cuộc thi nhan sắc, bên cạnh ngoại hình, khả năng ứng xử, các thí sinh cần đầu tư trang phục trình diễn, phụ kiện và nhiều hạng mục khác xuyên suốt chặng đường. Thông qua chia sẻ của những hoa hậu, á hậu và nhiều người đẹp, tổng chi phí tham gia một cuộc thi hoa hậu là tương đối lớn. Mới đây, Lê Phương Thảo, á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam đã có chia sẻ đáng chú ý về chi phí đầu tư cho bản thân để bước vào chinh chiến một cuộc thi hoa hậu. Trong năm 2022, cô cũng vượt qua vòng casting của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam nhưng đã tạm dừng để dùng sức cho Hoa hậu Thể thao. Sau hai lần đi thi này, Phương Thảo tiết lộ chi tiết các chi phí mà mình đã đầu tư. Học giao tiếp và ứng xử gồm 22 môn, quản lý cảm xúc, quản lý tâm trí, giao tế kinh doanh và xã hội, giao tiếp bằng lời, kiểm soát giọng nói 300 triệu đồng. Học MC chuyên nghiệp 22 triệu đồng. Trang phục và các quần áo cho các phần thử thách hoạt động, trung bình 3 triệu đồng một bộ, gồm cả tiền stylist. Một chương trình dùng khoảng 20 bộ quần áo, thi 2 lần 120 triệu đồng. Đầm dạ hội chung kết và bán kết 20 triệu đồng một lần, 2 lần là 40 triệu đồng. Lớp khách quốc cô Võ Hoàng Yến và thầy Đức Hiển 38 triệu đồng. Ảnh truyền thông 25 triệu đồng một bộ, 3 bộ hết 75 triệu đồng. Chi phí make up và học make up 20 triệu đồng. Tóc giả 8 triệu đồng, spa làm đẹp trước khi đi thi 20 triệu đồng. Thực phẩm bổ sung nâng cao thể lực trong quá trình đi thi 3 triệu đồng, tổng cộng 646 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chưa phải là con số cuối cùng. Á hậu Phương Thảo cho biết thêm, vì đi thi Hoa hậu 2 lần nên cô nghỉ việc 9 tháng, đồng nghĩa với việc mất 9 tháng thu nhập. Ngoài ra, nếu bạn nào không biết tiếng Anh thì phải tính thêm chi phí lớp tiếng Anh. Mình thi tài năng là vẽ nên đã biết sẵn rồi, còn các bạn thi tài năng như là múa, hát, nhảy thì phải tính thêm tiền thêm cho phần này nữa. Phương Thảo nói thêm, cô ước chừng con số cho những khoản này rơi vào khoảng 700 triệu nên đưa ra con số cuối cùng là hơn 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, các kỹ năng như giao tiếp, ứng xử hay tiếng Anh thì nó sẽ đi theo bạn suốt đời, nên mình thấy đây là khoản đầu tư tuy mắc nhưng không hề phí phạm. Á hậu tâm sự. Phía dưới chia sẻ, Phương Thảo còn giải đáp nhiều thắc mắc của cư dân mạng. Chẳng hạn như chuyện tóc giả, cô cho biết tóc giả này được làm từ tóc thật để có thể uống nhiệt được nhiều lần nên đắt hơn. Về tiền học kỹ năng 300 triệu, Phương Thảo học 1-1 nên chi phí đắt hơn học theo lớp. Ngoài ra, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Phương Thảo trong việc đầu tư kỹ năng mềm cho bản thân. Lê Phương Thảo từng thi nhiều sân chơi nhan sắc, làm người mẫu, giảng viên trước khi thành Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022. Người đẹp sinh năm 1994, quê Thái Bình, cô cao 1m72, số đo 3 vòng lần lượt 85, 60, 92. Phương Thảo bén duyên công việc người mẫu 3 năm qua, cô nói, sàn diễn là nơi giúp tôi thỏa đam mê với thời trang. Khi trò chuyện cùng sinh viên, các em bảo thích hình ảnh khác lạ của tôi trên sàn diễn so với lúc đứng tại giảng đường. Thỉnh thoảng vào giờ giải lao, có bạn còn yêu cầu tôi khách quốc. Được biết, Á hậu 1 Lê Phương Thảo tốt nghiệp thạc sĩ Luxury Brand Management tại Regent University London, Anh. Chân dài từng vào top sinh viên ưu tú nhất Regent University London 2017, là sinh viên đạt thành tích xuất sắc nhất và phát biểu tại lễ tốt nghiệp University of Portsmouth 2016. Lê Phương Thảo cũng từng giành giải thưởng Người trẻ truyền cảm hứng ở lĩnh vực môi trường do một tập đoàn quốc tế trao tặng. Hiện cô là giám đốc dự án của một công ty bất động sản và là giảng viên thỉnh giảng của Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.